Nông xin mến chào quý khán giả toàn thể cô bác tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông. Hiện tại Nông đang có mặt ở trên nhà anh Máy các bác ạ. Anh Máy thì thấy đóng cửa. Ông là quay sang thì thấy làm vườn ở dưới này rồi. Các bác ạ, rất là vui rồi. Đấy, tự làm vườn rồi. Hôm nọ Nông đến nói anh thì anh cũng đã nhận thức được, đã xuống làm vườn rồi. Ai ra làm luống đấy nhỉ? Được đấy. Làm đào đây một tí về vườn đây thì xuống của là không có chỗ ăn thì xuống một tí cho cày. Ừ, xuống một tí cho cày vào đấy à? Nhưng mà nhà nào có phân bò cho bò thì nhưng mà nên bao về mình xin mình bao về Cho bò, phân bò có thiếu gì? Phân bò đầy mà. nhà nào có thì đi xin mình bao về xuống Đi đường nào vào? chỗ này chỗ còn lá chuối đây. Sao lại để lá chuối đấy? Không đi bác hay che Đứng mình ở đi đấy đi. bao được thì nó ra chế mình đi Ô, bao chui vào như con lợn à? được. Chủ cái Chui như này á? À? chắc giờ hóa nhưng mà Ôi cái đứa kia là nó là chui vào như kiểu con lợn à? còn là trời mưa dâm trời mưa gió nó lại thủy thủy nó lại Thế cái này sụp sao lại nước không cuống? Cạo này ra cuống, cái này làm cuống luống ở đây thế chứ. là kẻ chứ nó đất vàng lắm đỏ lắm À, không nên để ở đây xong là mấy nước đốt đi gì? đổ nó làm chỗ này thì thoải mái làm ba làm chỗ này hết thì ăn cũng thoải mái ăn rồi Đúng rồi, cái này ba em luống thoải mái ăn. làm chỗ này thì thoải mái ăn Đấy, nó phải làm như thế chứ nhỉ. rồi. Hôm qua chắc là ngủ được đúng không? Hôm qua lại không được ngủ được ít lắm hôm qua tầm 3 giờ mới ngủ được một tí 3 giờ mới ngủ được một tí á? chỗ này à? Cái chân Đau này chân xong mới không ngủ được đúng không? chỗ này đau lắm Ồ, thế thì tí nữa uống cái thuốc của Phong kia vào nữa. chỗ này là đây là mình phải mới bây giờ là phải có thuốc giảm đau mới Có. oxy Đúng rồi, có. oxy vào mới Đấy, được hôm qua cho Phong uống kia là thuốc giảm đau đấy. nên là oxy với thuốc giảm đau vào mới ban đêm mới ngủ được Đúng rồi. oxy Thế là vào hôm qua đau cái chân đấy xong không ngủ được à? hôm qua đó cái chân này chưa ngủ được À. tầm 3 giờ mới ngủ được một tí Không quay à? Cái này biết mà không biết đâu cây dây gì có biết tên đâu tên thì một thông không biết đâu cây tên dây rau dâu một dâu diên á dền. Đậu già hết rồi đây. đây đi 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 về đấy Nó đi viện xong là đậu già hết không ăn đúng không? không đi về đây không có đủ ăn mà Tí mấy nữa. ngày nữa để mấy ngày nữa làm kia mới lấy đi ăn một bữa sắp đến ngày làm cho Phong một được một chuyện nữa một tí nữa rồi sắp đến ngày rồi Sắp đến ngày rồi. sắp đến ngày thì cái tháng 7 đây sắp đến ngày rồi Cái này bây giờ anh cuốc để cho nó bé bé xong sáng mai em chợ cuốc một em. lần nữa lấy cào 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 cuốc một lần nữa 2 lần mới được cho nó Xong là mềm đi lấy phân trâu về cho lên trên. Xong là mai chợ em mua giống rau cải cho. Nhỉ. Đấy phải làm như thế chứ nhỉ. Như vừa rồi toàn ngồi chơi đấy thì làm sao mà có ăn. Đúng không? Các bác là bây giờ bình thường rất là nhiều rồi nhưng mà không biết về lâu về dài. Nhờ có nói có tự nói không? bây giờ cũng đỡ hơn rồi nhưng mà vẫn chưa khỏi hết được Chưa khỏi hết được à? vẫn tính biết rồi vẫn chưa khỏi hết rồi vẫn Vẫn còn còn à? vẫn chưa hết được khỏi hết À, được cái ủng bị rách rồi đúng không? hết ủng này bị rách rồi À, thích mai em mua một đôi cho để xong là đi phát nương nhá. Phong cũng đối phong cũng hỏng hết rồi Ừ. phong đối phong cũng không bên trời mưa bây giờ trời mưa lắm Nào mua cho một đôi xong là đi phát nương nhá. rồi Đấy cứ từ từ làm mai nó phát khắc nương khỏe. mà phát là xung quanh gần đây với chỗ trên nhà sắn kia đây Đúng rồi. còn thì chỗ khác thì chưa làm được đâu chỗ khác thì về Ngô đúng chưa là thu hoàn nữa kìa toàn kìa. chúng đó Ngô chưa thu kìa, thu ngô để mấy đứa em mua gà cho nuôi. Nhá. gà thì em ạ không nuôi được mấy ngày nữa không có cả không có tiền mua cả làm cho Phong nữa không có tiền nữa không nuôi được gà đâu Cuốc đi tí nữa khắc có. Cuốc đi. Cuốc xong xong thì phát 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 củ riềng nữa.
Làm chỗ này thì nghỉ thôi. Làm chỗ này còn làm hai lần nữa, còn chưa ăn sáng. Chưa ăn sáng? Ờ, chưa ăn sáng, sáng sớm sớm nhảy về thì làm rồi. Đi đi nước về rửa mặt xong về thì đánh răng rửa mặt xong rồi làm rồi. Bát xong rồi về làm đang rồi. Còn chưa ăn sáng bữa cơm. Thế là được đấy nhỉ. Thế là nhìn buổi sáng làm đến giờ này cũng đã 9 rưỡi rồi. Chưa ăn sáng rồi, đi ăn sáng. Thế cứ làm đi, làm xong là đi ăn sáng. Xong buổi chiều hôm nay mát, thế là đi phát nhá. Buổi chiều mát đi phát hết cái cỏ kia đi. Củ riêng họ bán bao nhiêu một cân? Chưa biết được, chưa biết được giá. Nhưng mà trước hôm nọ trước thấy một bà đi chở, một bà bảo là trồng được nhiều không? Nếu trồng được nhiều thì lấy về bán cho hai bao. Nhưng mà thì khỏi xong khỏi về mấy chở xong tầm được hai chở. Em lại cũng mới gọi điện, anh lại gọi điện, anh nói là bây giờ xuống Quảng Ninh rồi em không lấy được. Nó không biết, nó không cho giá mình bao nhiêu à? Chưa biết giá được. Họ bảo củ riêng cho nhưng mà bây giờ phải biết giá cơ. Giá bao nhiêu một cân thì gửi cho các cô. Qua có một cô gọi điện là bảo anh Đào bán cho. Nhưng phải giá cao một tí mới được, giá thấp quá cũng... Bao nhiêu một cân? Tầm... gần tầm khoảng tầm cân 10.000 tạm, còn mới tạm được tạm cân 10. Cân 10.000 thì rẻ quá. Quá rẻ. Ô, cân 10.000 quá rẻ. Quá rẻ. Rẻ được bao nhiêu đâu. Nhẹ cân lắm con này à? Nè, cuốc đi, cuốc đi. Nghĩa, con này nhà uống nước một tí xong. À, cứ cuốc để xong đó, xong hết cái này đã để xong mình nghỉ. Cao về, để cái khác rồi. Lấy cái khác về à? Lấy cái cao về, với cao lần nữa. Cái này không cao được. Đây à? Cái này là chỉ có cuốc thôi. Lấy cái cao về cao. Cái này ai trồng? Cái này thì em, anh lấy cái, lấy em trồng mà. Anh trồng mà. Quả gì? Quả đu đủ. Đúng rồi. Quả này quả đu đủ. Cái này tính giấy gọi là cái gì? Tô. Tô. Cái gì cũng gọi là tô à? Đây là tô. Tô đây, đây là tô à, tô phát ray. Phát ray. Có nhiều loại tô lắm. Tô phát ray à? Tô phát ray. Thế là cái này? Đây là mặc lao. Mặc lao, giống như bên Bắc Cạn gọi là mặc lao. Còn bên Hà Giang thì gọi là mặc chè. Tiếng Tây Bắc Cạn gọi là mạc lao ấy. Thế cũng sắp giống nhau. Giống nhau luôn. Cái mạc lao. Đây là dày chính hãng dày đang là mạc lao mà. Nên quả bí kia là dày là tiếng dày đang là mạc quả. Mạc quả. Kia là mạc quả. Thế là không giống tiếng Tây gọi là mạc phắc mà. Mạc phắc là quả bầu. Quả bầu. Mạc phắc có loại khoác mạc phắc chứ. Có một loại nó. Cái này là gọi là mạc quả. Đây là mạc quả. Còn quả bầu là piêu. Piêu. Piêu là quả bầu. Chiếc khăn piêu à? Thế cái này? Đây là măn liệu. Hả? Măn liệu. Măn liệu. Măn liệu. Có nhiều loại. Gọi như cách gọi giống tiếng Tây mà nhỉ? Măn liệu. Tây là măn nhũ. Hả? Tây là tiếng Tây là măn nhũ. Măn nhù. Măn nhù. Ấy, tàu căn. Romero. Dua. Hả? Dua. Ro. Pusun. Pusun tiếng bài vậy nè. Vàng ăn gì nè? Vâng. Nào đi về uống nước đi xong là tí lại cuống xuống làm bé đi. Làm cho nó mềm. Rồi đi nào. Phải lọ, tàu đan đó. Phải ra thì ngay. Để cuốc đây đã, tí nữa em hộ cuốc. Còn dùng cái tí nữa là dùng cái khác. Tí nữa em xuống. Ôi rồi ôi, này có con... Trời mưa nó nàng quá, nó... Chui kiểu này thổi. Có kiến ngựa, đúng là chạy không kịp luôn. Gió không thùy, nó không làm thế này, nó không ấy đâu mà. Nó không nghiêng như thế này, đi nghiêng thế này đâu. Này có kiến ngựa thì anh có mà chạy một dép. Đây này, cái này rậm lắm rồi, đây này, phát hết chỗ này đi. Đây là chắc sáng mai mới làm được. Hôm nay chỉ còn làm được tí này thôi. Mệt lắm. Mai cho cái với lại dế lên đây lấy cỏ. Cái cỏ này có mà. Cỏ này thoải mái, ai nào thích thì phải lấy đi, nhưng mà không ai lấy. Không ai lấy đâu. Ở đây thì cho không ai lấy thì lấy. Tùy do mà. Nào đi nào.
còn thoải mái ai lấy đấy, nó phát được cái nhà bây giờ nó khoang như này mà nhỉ. Ừ. Ồ, có mướp rồi đấy. Sắp mưa nữa nhỉ. Ừ, sắp mưa rồi. Mưa rồi ấy. Cái này này, anh máy, vứt xuống đây xong đốt đi nhá. Cho nó khô khô một tí. Ừ, đốt đi để cho. Cho nó khô khô mới lên là phải đi xuống dưới kia đốt. Lấy giống cho cải về đây, ở đâu về đây đấy? Đây trước là đi Bắc Hoa là mượn mung mẹ, xin mung mẹ. Nhưng mà không được cào à, không được đập. Ờ, cái này tí mang đi khoái ở kia cũng lên mà. Vâng, vâng, còn một mấy hạt thôi. Ừ. Sắp hết rồi. Mai đi chợ mua. Dây hết rồi. Đi tí lại ngất nên em không cứu được đâu. Cơm hôm qua nấu còn, nhưng mà còn nấu. Hôm qua nấu còn. Mới lên nấu hai bữa. Ôi rồi ôi, hôm qua nấu giờ khéo ăn thiêu mất rồi. Không chưa thôi. Tối hôm qua hay là sáng nay? Hôm qua. Ừ. Hôm qua. Thế hôm qua bảo lấy bao nhiêu tiền? Ừ, tầm 500. Tầm 500 á? 500 thế này mới đủ. Còn thì không đủ được. Nè, cho 500 nhá. Nhưng mà cấm không được ra bia, quán bia uống bia nhá. Thoải mái ok rồi. Bia bia với rượu thì ok, nhưng mà này thuốc lào thì lâu lâu còn hút một. Riêng em mà biết ra kia uống rượu uống bia là em không, bây giờ em cho tiền mà em không mua gạo cho nữa, không mua thức ăn cho nữa. Vâng. Nhá. Vâng. Romero. Vâng. Đây 500 nhá. Vâng. Ừ. Cảm ơn nhé. Cảm ơn ai? Em nông. Ừ, thế đi chào các bác đi nào. Chào, không biết nói làm thế nào nhỉ. Chào các ông, các bác, các ông, bà. Nhìn ở kia. Cảm ơn em. Cháu chào các ông, các bà. Cháu chào các ông, các bà. Cảm ơn em nông. Cảm ơn em nông. Và lấy tiền cho các hai bố con. Đâu? Rồi. Đi nấu cơm ăn đi. Đấy, cất cẩn thận nhé. Nhớ em nói vừa nãy em vừa dặn cái gì nhỉ? Khi cầm tiền xong làm thế nào? Em vừa dặn cái gì nhỉ? Tiền thì không được đi đâu? Không được đi uống bia. Không được đi uống rượu. Uống bia ở nhà mua, quán mua vào. Nếu mà anh uống rượu vào, mai là đi như này nhá. Mai đi như này mai là cho, em không biết. Mai cho anh trai đi mua gà về là dùng rồi, làm rồi, sắp đến ngày làm rồi, đến nơi. Đừng đi uống uống bia vào, nó lại co giật như hôm nọ đấy nhá. Hôm nọ lại, nọ anh đi viện về xong là anh đi uống bia, anh mới bị như thế đấy, anh biết không? Đấy, đi vào nhà nấu cơm ăn đi. Nấu xong. À. Cơm còn. Ôi dồi ôi, áo lại treo ở đây rồi. Cái áo kia là cũng có chỗ treo rồi, phải treo chỗ kia thôi. Hôm nào còn mấy cái tấm lập bia kia, hôm nào lập tạm ở bên này để cho làm cái bếp ra ngoài đi. Nhờ. Khi nào khỏi thì làm được, chuyển sửa được cái bếp, thì lập cái bếp. Lấy cây về làm tạm đã, để đun cũng, ra ngoài. Nhờ. Cũng làm cây được, bây giờ thì cũng đợi đỡ đi làm một đáy kẹt về làm luôn. Thì lấy cây đâu làm được rồi. Hết cây xong là cũng có máy xẻ, cũng có tiền thuê họ xẻ nữa. À. Nhà gió. Cây làm không được đâu, cây tìm gió thôi. Ôi rồi ôi, anh máy ơi. Nhóm bếp nhanh lên lấy cái đống kia đi rửa cho em nhá. Chết dở rồi. Đấy ăn hết rồi đấy. Dạ, cơm á? Không, bát đấy, bát dùng ăn hết rồi, mang đi rửa được đấy. Tí nữa mới rửa, không tí nữa mới rửa. Ôi rồi ôi. Sáng nay dậy về đang lấy nước. Hết cái can nữa, không có cái can vác nước nữa. Nó can vác nước à? Cái kia cái nắp. Ừ. Mai em luôn giúp mua cho một cái can tem đỏ nhá. Tem đỏ á? Tem đỏ nó cứ vừa vác nó cứ khung ấy. Không có tem đỏ đâu, ở Ngọc Long không có tem đỏ đâu. Tem xanh nó leo vác được, nó nóng. Không vác được thì lấy dây điệu. Biết điệu là gì không? Điệu là biết rồi. Xem nào, biết xong là hết một cái nữa, mấy ngày này thêm ạ. Hết mỡ à? Cái cửa này đúng ra phải lắp ra ngoài, lắp mở ra ngoài. Đấy, trước đây cái này nó phải xây ra đây để lắp ra bên ngoài thì mới đúng. Cái này tháo vẫn được,
mai kia vẫn mấy cái nếu sửa cái bếp thì lấy ra thoải mái mà làm Đúng nó rồi. cái cửa chính được Đúng lấy rồi. ra thoải mái làm được cái bếp không là làm cái cửa chính được cái này lấy ra thoải mái Rồi nấu ăn đi. Dạy chưa em chưa dạy anh trai của điện người rồi bảo là thì nếu thấy em nung về thì bảo bao nhiêu cũng xin em nung cho em nung cho 520 đi tìm mấy con gà về làm Bao nhiêu cho cũng phải xin à? cho Ôi em ôi nung mưa cho em nung với rồi. cho em cũng bảo em là Này ơi. Cái này ngủ dậy gấp đi, cái màn mới đây đây, cái màn mới dùng cái màn mới đi. cái màn mới bé quá chắc dùng cái này chứ dùng cái này vẫn chưa Cái chết màn này không bé đâu, bàn hai người ngủ mà. cái này vẫn chưa chết cái này vẫn nhà nước Chứ cho mà cái này vẫn nhà nước cho nhà à? nước cho mà nhà Nhưng nước mà cho ngủ dậy phải gấp đi chứ, gấp gọn gàng sạch sẽ sạch sẽ chứ, cả chăn màn đây này. sáng nay thì cũng có lúc cũng không có đồng tiền nào chỗ trong túi cũng lại nghĩ cũng thích làm Là nghĩ vực à? làm nghĩ vượt qua lại cũng thích nghĩ làm mà Sáng nay không có đồng tiền ở trong túi xong nghĩ bực lại không thích đi làm à? thích cũng thích làm ăn nữa cũng nghĩ cũng thích làm ăn nữa Thế hôm bây giờ có tiền rồi không bực rồi đúng không? có Thế tiền đủ có tiền dùng một tí nữa thì đỡ một tí rồi cái gấp cái màn đi. tí nữa Gấp hết vào, gấp gọn vào không được nhưng vứt như thế. mà cấp thế này ban đêm cũng lấy về khó lắm Biết làm khó lắm rồi nhưng mà gấp cho nó gọn chứ, mình ngủ dậy mình phải gấp cả cái kia nữa, gấp gọn vào, gấp chăn nữa. Để như chân này thế thì lấy vào chân này là hôm nọ làm đúng làm cúng kia này họ mới lấy về số ngủ mai thì mai là ngày kia em lấy vào hút bao tải em là cái này để tí nữa gấp à, đi nhóm bếp đi. Gấp sạch sẽ vào. Sáng nay ai đưa Phong đi học? nó không đi thôi không có xe nữa thì nó không đi thôi À. nhưng mà nó vẫn chưa ăn sáng được Chưa ăn sáng à? chưa ăn sáng được Ôi rồi ôi. không có rau nữa cái gì hết không có Không có rau hôm qua cá em mua cho đấy. cá còn nữa à thì hôm qua cái chân đau quá không dậy được sớm nấu cơm cho nó nấu rau cho nó cho nó họ khỏe họ mới ăn nhưng mà em ngày mai em luôn giúp bao nhiêu cũng giúp bao nhiêu nhiều lần lắm rồi cứu bao nhiêu lần mình lắm rồi em định mua mua cho em luôn mua cho một nó một kiện một phở phở gà Phở nữa gà á? phở gà nữa được không nhỉ Được, nhưng mà cái loại hình như là còn mà. còn một tí nhưng mà thì chắc đã anh trai rồi thì Ừ, chắc anh trai nó mang đi ra kia. mang thì chắc ăn xong hết rồi hay là còn cũng còn ít rồi Ừ. thì phần này lấy về thì em cũng nó họ rồi họ của em cũng cho em cũng cho ai rồi để cho nó để sữa Ừ. mẹ Thế hôm nọ em đó mua cho Phong một thùng sữa nữa mà. một thùng sữa là chắc là Phong được ăn hết là không hết em không biết được Hay gì là đâu để cho nhà bác không biết được nó bảo bác rồi bà mua mua một thùng sữa mà không biết được mua một kiện nữa là lấy về trong nhà thì em không cho lấy đi không cho ai ừ để cho nó mấy giờ buổi sáng về về luộc cho nó ừ đi học ừ xong đi học về cho sao nó ăn lại bật bóng điện như thế? sáng nay là quên hôm qua đâu trên không được tắt Không tắt hết 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 là tối nay là không có sáng nhé. quên sáng nay dậy quên sáng nay hôm qua tầm 3 giờ mới được ngủ một tí đâu chân này đau quá xong dậy dậy sớm rồi đi lấy khiên nước rồi Ừ, khiên nước sao xong đi làm cái vườn rau rồi bây giờ có cái bàn ghế kia rồi bỏ cái kia đi cho nó gọn nhé, bỏ ra ngoài đi, đây có cái kia, nhưng mà vẫn ngồi uống để nước dùng thì có người có khác về với người đông vẫn dùng một tí còn dùng cái nào? dùng để ngồi uống nước này hút thuốc này Ừ. nước là uống cái là nhưng mà còn Đúng ngồi rồi. họ ngồi hút thuốc Ừ. mấy ngày nữa thì làm Ừ. được làm rồi Ừ. chào chào con các bạn À, Phong đã đi học về rồi, các bác ạ. Nào ăn cơm với bố đi. Đấy. Hả? Ăn cái nào, ăn cái này, ăn cái này, ăn cái này. Thế thì ngồi gần vào. Thơm đấy, cho cái này vào này, hồi nãy cho cái riêng vào, ăn đi nào. Ngồi gần nào. Ôi rồi đây cái gì đây, mỡ à? đây là mỡ Mỡ cá à? mỡ cá thôi Ngồi đây này.
Bố ngồi bên này. Bố. Thì bố ngồi đi. Bố lấy ghế. Phong ấy thì rán thì mới ăn, còn nấu canh như bố thì không ăn đúng không? Ô, ăn cơm không mời ai à? Cháu mời không có ba ăn cơm ạ. À. Nhìn như kia. Cháu mời không có ba ăn cơm ạ. À. Không mời chú à? Bố có biết nói thì kinh nữa, thì phụ chú. Cháu mời chú ăn cơm ạ. À. Ôi, về ăn cơm đi, còn đi ngồi đấy nghỉ nữa. Nghỉ lấy sức xong ăn cơm à? Uống uống nước thì mới trôi à? Nhưng mà không không mua hết được. Cũng nhìn biết tên đấy. Biết tên à? Không. Được họ xóa mù. Được họ mấy đêm xóa mù. Không mù hết. Không mù hết. Tưởng là bố cũng mù chữ. Không dùng bằng tay thì làm cái gì không dùng bằng tay được, dùng bằng tay chỉ được, dùng bằng tay chấm được, dùng bút thôi. Viết tên đấy, viết tên của tên chủ, viết còn viết được tên chủ. Nhanh đi, ăn cơm đi, nguội hết bây giờ, nói nhiều quá rồi. Vác vào phòng buồn, vừa nói chuyện và ăn cơm xong đi xuống như kia mừng díu dít luôn. Nói kiểu xuống như kia chơi quen rồi. Xong là xuống như kia thì ăn uống nó đàng hoàng hơn, với lại tắm rửa sạch sẽ hơn, chiều tối lại đi tắm là có nóng lạnh tắm. Đấy, còn ở đây thì mấy ngày không tắm một lần. Mấy ngày không tắm rồi? Xong. Hai ngày không tắm rồi. Ừ, ăn đi, ăn xong xuống như kia. Đi xuống chơi với chị Hiền. Đi không? Có đi không? Xong. Hả? Nói nhanh, có đi không? Hả? Đi. Ở với bố thì suốt ngày ngồi ở góc tường nên muốn xuống như kia. Malo, mặc cửa nó. Đem hết rồi nhá. Cần khoái á. Đi xuống nhà nông thì thay đổi bữa liên tục nên là Phong ăn cơm được, còn về nhà đấy thì bố gầy mà nó ở dưới kia đã lên được 1 cân rồi. Ăn nó kiểu ăn nó không đúng bữa ấy. Ăn không đúng bữa, đúng bữa sau bữa là vừa cảm vừa ấy nữa. Ôi rồi ôi, cái ông điếu sắp mềm rồi. Thế bảo nó lâu hút 1 điếu mà đi hút nhiều điếu thế. Chừng lắm, muốn chừng làm chừng. Làm gì để nhanh nhá. Bây giờ chỉ có lấy một tí củi, nó một tí cơm, lấy một tí nước nuôi con, không làm gì được. Nhanh đi, cơm nguội hết bây giờ. Cái giềng này anh phải đi phát thì nó mới mọc măng. Vâng. Nó có nhiều quá, nó được mọc măng được. Đúng rồi, mọc măng, măng mình ngày chợ mình mang măng đi bán cũng được tiền mà. Một mớ bé đó 5.000 rồi, à 10.000 rồi. Một mớ bé tầm khoảng chục cây rồi đó 10.000 rồi. Không được ăn xương. Trương thủng bụng đấy nhé. Thế là em bố Phong với à, ngồi em luôn, em luôn cùng ngồi ăn đi nhỉ. Còn không không ăn đâu, em ngồi ở đây xem được rồi. Ăn đi. Không phải xấu hổ đâu, xấu hổ à? Không xấu hổ đâu. Ừ, không xấu thì ăn đi. Ăn tốc độ.
Hôm nay mát mát như này, ăn cơm xong lại đi phát nương tiếp nhá. Đi làm cái vườn rau trước. Ừ. Vào xong mới làm mới. Đúng rồi, làm vườn rau xong là chiều mới phát. Chiều mới phát cái kia cho nó sạch đi, phát cả làm cái cỏ cây giềng ấy. Để cho nó mọc măng xong là mấy đứa mang đi lấy bẻ cái măng đi bán này, biết không? Vâng, biết rồi. Mớ bé này đã 10.000 rồi. Đấy. Chậm đấy. Thế một người ăn một người ở không? Một người ăn một người ở không cũng được, em ở không. Ăn đi, ăn đi. Vẫn là không có cơm, ăn cơm nữa. Không đi giặt áo cho Phong à? Cái kia chị ở kia. Ăn đi. Cứ nó. Có như báo luôn mà nếu bộ. Bây giờ có xúc ở dưới mà chúng ta ăn. Có xúc cho mọi người. Có xúc phải chúng ta ăn. Có xúc ở dưới. Nói chung mấy là mười... cá này là người già thôi. Trẻ con là ăn khó. Được mà, trẻ con ăn cái chanh chanh này này nó không có xương. Còn những cái chỗ đuôi hay là cái gì nó mới có xương. Cũng cái ruột đấy nhá. Chán được rồi. Nãy dùng hết hẳn một chạn bát rồi mới mang đi rửa mới bó nhỉ? Vâng. Còn thì ít quá thì không bó. Không bó rửa. Không bó rửa. Ôi giời ơi. Thiếu nước nữa, ở đây là tập thiếu nước. Thế. Mới ít. Để đây. Mới ít, không sửa đâu. Thoải mái, bát không lo bao nhiêu. Ôi giời ơi, lại trời mưa rồi. Không thích rồi, trời mưa là không thích tí nào rồi đó. Trời mưa không thích tí nào rồi. Hôm nọ làm cuốn cái mứt mứt cũng phải mứt. Ồ, có con ong này, con ong này chắc là ở gần đây thôi nhỉ? Cái tủ nó ở chỗ nào không biết. Anh có biết tìm không? Không biết đâu. Em nhìn thấy trên cây thì biết, nhưng mà đi tìm trong rừng không biết tìm được. Chẳng, không, bây giờ không đi tìm được ong rồi. Mình chỉ có mông thôi. Người mông với dao thôi, không tìm được thôi. Ôi, có con ong ở đây, chắc nó ở gần gần đây nữa. Chắc nó ở rừng. Ong này nào, có số nó ở cây, có số nó ở trong cỏ. Chỗ cỏ như nhiều cái. Nó sẽ con cho loài cho to kia, cái đầu đỏ kia ăn à. Nó khô lắm, nó không khô lắm. Ong ăn ong vẫn được à? Người ăn người vẫn được à? Chào người ăn người. Là sao mà người không ăn người được? Người ăn người được mà. Sao lại người ăn người là thế nào? Người ăn người, ong ăn ong. con ngủ thì à, con ngồi thì ăn con đừng con ngủ. Con đứng thì ăn con ngồi. Sao? Là như nào? Con như tính như thế này khó thật. Ong ăn con ăn ong được mà. Tổ ong này chắc gần gần đây thôi. Có tổ gần đây. Hôm nào lên mang cà cào để câu ong để bắt đi. Mấy năm nay em không tìm bắt được. Cà cào xong là câu để ấy. Năm ngoái nhìn bố xuân mút một tổ. Em thấy ở trên nhà, anh thấy ở trên nhà trên cành cây. Thôi cho ít thôi. Bán cho nó 50.000. 50.000 một tổ ong. Nó mà là con bé bằng cái bát to này. Ôi mưa này Phong không đi được đâu. Phong ạ, đi tí ốm đấy. Phong cứ ở nhà đi.
Xong nó bảo là để mùng 2 để tháng 9 mới ăn. Đang mưa này thì lúc nào tạnh mưa lại đi làm vườn nhá. Làm họ cái vườn đi rằng xong là để mai là cắp đi. Em mong mua mong giống rau cải lên cho. Nó lại phát những cái kia thu ngô nữa. Thu ngô về để nữa mấy nữa cho gà ăn nhỉ. Yeah. Một tí ngô nữa, một tí ngô cho thu nữa. Một tí ngô cho dế thôi. Một buổi, tính một buổi. Không có quầy tấu nữa, quầy tấu không đi mua quầy tấu. Không cần đâu, tí này không cần quầy tấu đâu. Còn có bao luôn này, xách cái bao đi theo. Cho bao luôn xong là nắng thì mang ra phơi, khô không mang đi để. Xong là mấy nữa mới cho con vật ăn. Biết con vật là gì không? Con vật à? Con vịt á? Vịt thu, con gà thôi. Con vật mà. Con vật là nói không sói, tính không sói bao nhiêu. Con vật là người kinh nhẹ. Kinh nhẹ nó mới nói con vật. Kinh bình thường thì con vật nuôi ấy. Hay là con vật khác cái gì không biết ạ. Con vật nuôi còn con vật khác. Hôm nay ý là lên để cho anh máy tiếp tục đi làm cái cỏ giềng và cỏ sắn. Nhưng mà lại mưa các bác ạ, lại chắc có lẽ sẽ không làm được. Thế thì anh máy buổi sáng nay thì dậy về cũng đã đi làm được cái vườn rồi. Cũng chưa xong, vườn chưa xong. Thì lúc nào tạnh mưa anh máy lại tiếp tục đi làm. Đi làm để mới có rau ăn. Đấy, mấy hôm nay thì toàn ăn cá, rau, chả có rau. Nhờ. Rau không có đâu, thì ăn thì hết rau rồi. Măng này không được tìm. Xong lại không có cây vào nữa. Không được làm măng chua nữa. Măng vẫn có nhiều, cái kia có nhiều, dưa nhà bù á có nhiều. Nhưng mà thì không được, không có cái bì vào. Có phải có cái lọ để vào để làm măng chua đúng không? Không, không đi tìm được. Nhưng mà anh có biết thái măng không? Năm nay không được, không được đi tìm được măng. Năm nay không đi tìm măng được. Sẽ họ đi tìm hết. Ôi rồi ôi, lại mưa rồi, tí lại về đến nhà như kiểu trâu à. Mưa thì không thích chứ nào á. Thích nắng thôi. Cái nền ở dưới này nếu mà đi phát xong là anh trồng ngô vào được đấy. Nhưng mà thì không có phân. Có. Không có phân thì mượn phun một bao trùng rau cải em còn nghĩ lo. Không mượn được. Ai bảo trước anh cứ chửi hàng xóm không cho. Không phải chửi. Bởi vì là con người ăn người kia. Con người ăn người kia. Mấy tính người mới như thế này. Người thiếu nỏ người thiếu kê. Thì mới ghét nhau về thì thế này thì nghĩ về thì mới thế này. Đỉnh thế này mới thế này. Mà nãy nhớ em cho cái gì cho anh không? Nhớ mà. Cái gì? 500 tiền. À. 500 tiền. Có tiền rồi không phải nghĩ nhiều nhá. Quay giờ nghĩ đỡ. Đừng có nghĩ nhiều nhá, nghĩ nhiều là lại điên tiếp đấy nhá. Nhớ chưa? Cứ bình thường nữa, xong là tối nay sắp tối thì chưa. Để cho anh trai đấy, đi cho anh trai xong là lúc nào tạnh mưa thì đi lao động tối mới ngủ được nhá. Ăn cơm ngon này ngủ được này nhá. Đang mưa này là không đi xuống như kia rồi nhá, tí đi lại ốm nhá. Mấy hôm nay lại gầy rồi. Lại gầy đi rồi. Kiểu về mưa xong thế này phòng cũng đi à? Không được ăn no ăn đủ thì ngủ với bố nữa. Nên là cũng lại thấy gầy đi. Thì có lẽ cái thước phim của Nông cũng xin được dừng ở đây. Nếu mọi người quý mến An Nông thì cho An Nông xin like, chia sẻ, bấm đăng ký để ủng hộ An Nông. An Nông xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các thước phim sau. Nông xin giới thiệu các bác là hiện tại cái gian hàng của Nông có bán là dào cổ lam các bác ạ, hiện tại là có mấy cân. Đây cái hàng trên này là dào cổ lam.
Còn bên này là chè dây, các bác ạ, chè dây một túi này là cũng 1 cân. Còn dào cỏ lam cũng 1 túi 1 cân. Thì các bác gõ vào Google là chè dây có tác dụng gì, và cái dào cỏ lam cũng vậy. Đây là cây cỏ máu, gọi là cây huyết đăng. Đấy, thì cây này cũng có công dụng là bổ huyết, bổ máu. Ở dưới này, ở đây cũng là chè dây, ở dưới này cũng là cây huyết đằng. Còn đây là nụ tam thất các bác, nụ tam thất. Còn đây là hoa đỗ đủ đực. Tiếp đây là mật ong rừng các bác ạ, đây mật ong rừng. Mật ong rừng là nó hơi đen đen. Tiếp đây là mật bạc hà. Đây là mật ngâm hoa đỗ đủ, cái một lọ này là 1 lít. Có cô bác nào quan tâm nên thì liên hệ với An Ông để An Ông sẽ ship cho các bác. Mong các bác ủng hộ gian hàng nhỏ bé của kênh để kênh có kinh phí để đi giúp người nghèo ở vùng cao. An Ông xin cảm ơn các bác đã ủng hộ kênh.